Xin chào mọi Ngay bây giờ là 12 giờ 37 phút tối. Và cái video này là một lời nhắc nhở cho thành viên Tiên Academy, cũng giống như những người, cũng giống như fan của Tiên Academy. Vài lời nhắc nhở. Sự riêng tư là cái thứ bạn luôn luôn cần thiết. Mình sẽ nói thoáng thôi, ok. Mình sẽ giải thích mỗi cái chữ mình nói, mỗi cái văn bản mình nói mình sẽ giải thích. Không có một người nào nổi tiếng mà muốn đi tới đâu người ta chào mừng mình tới đó, người ta xin chữ ký, vân vân, những thứ thế. Bởi vì lúc mà bạn quá nổi tiếng như vậy thì thực sự bạn không có sống. Bởi vì lúc nào cũng vậy, cũng có người đi sát vách bạn, sát cánh bạn, để quay cái này, đăng cái kia, để đăng lên mạng xã hội, ok. Hay là người ta đứng xếp hàng để nhận chữ ký. Rõ ràng ngay bây giờ bạn có thể là chưa thành công. Những tháng, những năm tới đây, bạn sẽ thành triệu phú đô la, tỷ phú đô la ở nước Việt Nam này, dựa theo cái thông tin của bên mình. Nhưng đừng bao giờ cầu mong là bạn phải nổi tiếng. Thì nó là vậy, bởi vì mình hứa với bạn, những người nổi tiếng ngay bây giờ, người ta cầu mong im lặng, nghỉ ngơi, bình lặng. Thì nó là vậy, các okay, đó đến giờ trên thế giới nó là vậy. Thứ hai, luôn luôn sống dưới doanh thu của bạn. Cho là một ví dụ, vừa rồi như vậy, một năm bạn làm ra 100.000 USDT, và chỉ qua vài tháng bạn làm ra 1 triệu một tháng, 1 triệu một năm, cái 1 triệu một năm. Thì không hẳn là bạn phải nâng cấp cái đời sống của bạn, có nghĩa rằng xây nhà mới, xe hơi mới, tất cả những thứ đều mới, từ quần slip cho tới cái áo, cái quần, không cần giữ nó đơn giản thì bạn mới tồn tại thành công dài hạn. Thì nó là vậy. Lời chia sẻ thứ ba, tới đây mình quên bạn mất. Lời chia sẻ thứ ba là luôn 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 tạo điều kiện cho những bạn đi sau, những bạn đi sau. Có nghĩa rằng những cái thứ bạn làm ngày hôm nay, cho một ví dụ, ngày hôm nay là cái bạn đó bạn cần cái này, bạn biết cái người đó bạn đã va chạm trong cái cuộc đời của bạn, bạn cần cái này, bạn cần vài triệu để mua thuốc, cần cái này cái nọ cái kia, bạn cho họ. Nhưng số nhiều á, là lúc người ta cho, người ta có một cái ham muốn, là cái suy nghĩ là người ta sẽ nhận được cái gì. Số nhiều là vậy. Tao cho mày cái này, tao nhận được cái gì, tao nhận được cái gì. Nhưng mình khuyên là bạn nên cho đi vô điều kiện. Thường thường ấy, cái người mà bạn cho đi thì 1 tỷ% thường thường người ta sẽ không có cách nào người ta trả lại cho bạn đâu. Nhưng thế giới, vũ trụ đều ghi nhớ, bạn cho đi 1 thì bạn sẽ nhận lại 10. Đừng bao giờ nắm hết. Nắm hết thì cũng giống như nắm cát trong tay, càng nắm thì nó càng trôi. Thì nói vậy. Lúc nào rõ ràng thu nhập phải có, đúng không? Nếu bạn có, bạn là công ty này công ty nọ, đang làm cái này cái nọ, thu nhập phải có. Nhưng nhiều lúc đừng quên cho đi. Cho đi và cho đi. Và cho đi sẽ nhận lại được 10 lần hơn như vậy. Thì nói vậy. Xin chào.